Chào bác, như hôm nay cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu các bộ lô mực cưa máy siêu VIP nhá, lô sơ CU sẽ gồm có 8 máy này, có những cái hệ máy cực kỳ VIP như là Sidewa, Sách Domen, Echo này, rất đẹp nha các bác nhá. Mazu tay cụt này, đấy. Makita nhá, Tanaka các kiểu rất đẹp luôn. Số điện thoại cửa hàng là 0976 2330. Bác xem clip thì vui lòng cho em xin một nút like, nút đăng ký kênh và chuông thông báo sản phẩm thì các bác mua cưa xích bên em thì sẽ gồm có 3 món nhá, rũa tiếp và tua vít nhá. Tất cả sản phẩm bên em thì sẽ được bảo hành 9 tháng, nòng điện và bơm nhớt nhá. Bơm nhớt thì thường em dọn máy em sẽ rút hết bơm nhớt ra ngoài vì khi mình vệ sinh xong thì nó sẽ rất là bẩn. Các bác thông cảm nhá, em sẽ bao hết cho bác nhá. Rồi, em xin phép giới thiệu chi tiết luôn cái lô máy ngày hôm nay, lô chữ CU. Đầu tiên con CU1 này thì có một con máy đến từ thương hiệu của Tanaka nhá. Con này cực kỳ đẹp luôn, một con cưa mini dành cho bác cắt gia đình các kiểu. Quá VIP luôn nhá. Con này rất đẹp luôn các bác này. Quá đẹp các bác nhá. Đấy, con này thì vô vọng này. Con này thì phải nói là hàng đẹp 95%, thiếu mỗi cái thùng cho các bác nhé. Nam đi theo máy sẽ là nam mặt cắt 30, nam 35 mặt cắt 30 nhá. Con này các bác cắt củi nấu rượu cắt gia đình quá hết bài luôn. Trọng lượng máy là 4 kg. Máy thì có chụp giật trợ lực này. Cái dòng này con này em bao các bác là cực kỳ nhẹ nổ nhé, trong mọi điều kiện vận hành thời tiết luôn. Để lâu cũng vậy thôi, rất là dễ nổ, dòng này cực kỳ ok nhá. Máy được trang bị suất là 30cc, nòng 36 ly, ốc áng còn 7 màu hết này. Con này thì hàng quá đẹp luôn nhá, xinh xinh rất là dày, quá đẹp. Con số 1 ngày hôm nay giá là 1.900.000 nhá. Bao cái ship con này thì thích hợp cho bác cắt gia đình, cắt củi, nấu rượu, cắt đeo trèo tiền cảnh, cắt trong gia đình quá ngon luôn. Đây, rất là êm luôn. Tiếp theo số 2 ngày hôm nay thì em có một máy đến từ thương hiệu Sidewa, gọi là Sidewa trợ lực lớn này các bác này. Con này là Sidewa Short nhá, Sidewa Short, máy trong công suất là 30cc, nòng 36 ly, hệ cắt gia đình của Sidewa. Đi theo máy sẽ là cái lam mặt cắt là 30, lam 35 xích là xả xích trung 91. Con này thì thích hợp cho các bác cắt gia đình nhá, cắt gia đình các bác cắt trong gia đình, cắt con này quá ngon luôn. Thương hiệu Sidewa, thương hiệu cưa số 1 rồi. Con này thì về hình thức máy thì nó sẽ không được đẹp lắm nhá, cho nên em sẽ bán giá cực kỳ ưu đãi cho anh em. Con này thì bán em giá 1.800.000 thôi, bao phí ship nhá. Máy thì bao ngon luôn. Riêng con này thì máy móc thì bao chất lượng cho bác luôn nhá. Riêng dòng CDY này anh em yên tâm về chất lượng luôn. Con này thì giá 1.800.000 thôi. Trọng lượng máy của nó là tầm 4.5 kg. Máy nòng đứng cho nên là anh em vận hành rất là dễ dàng. Rất là dễ dàng, những chụp giật trợ lực lớn luôn, máy đời cao mà. Con này các bác cắt củi gia đình, cắt ở nhà thì rất là sướng nhá. Rồi, test nổ con CU2 giá 1.800.000 bao phí ship này. Bao ship thôi. Con này cắt thì cực kỳ lợi xăng, cực kỳ bền luôn nha các bác nhé. Số 2. Tiếp theo là số 3 này. Số 3 thì em có một con cưa và các cái thác tầm trung đến từ thương hiệu của Makita. Con này là động cơ do là Echo sản xuất nên các bác yên tâm nhá. Dòng này thì quá bền luôn. Hệ của anh em miền Tây. Dòng này thì siêu châu bò. Máy khai thác tầm trung các bác cắt tối ngày luôn các bác nhá. Con này các bác mua về các bác để ở trong kho hay các bác để ở bếp nhá thì các bác đôi khi các bác cắt gia đình các bác cần mang đi cắt khai thác tầm trung là ok luôn các bác nhé. Trọng lượng máy 6 kg. Con này thì được trang bị công suất là 36cc, nòng 40 ly. Máy còn cực kỳ đẹp này. Đấy, mặt tiền quá đẹp luôn nha các bác nhé. Đấy, con này thì được trang bị lam mặt cắt là 40, lam 45 mà còn 40 các bác nhé. Xích còn rất là dày này, xích chưa rũa luôn các bác nhé. Con này thì chạy cực kỳ bền luôn. Dòng này thì thuộc cái dòng người đồng cối đá. Và cái phân khúc mà giá trên dưới 2 triệu thì các bác đang cần một con máy mà trên dưới 2 triệu mà trâu vào húc nhé thì các bác chọn luôn con này. Rất là rẻ luôn, con này giá 2.200.000 bao phí ship cho các bác luôn. Con này cắt cực kỳ đầm nhá, tua nó sẽ tua rất là lớn luôn. Đây, em test cái tiếng máy cho các bác luôn nhá. Tua con này thì rất là mạnh.
CU3 giá 2,2 triệu, bao phí ship cho anh em. Con này cắm nét luôn các bác nhé. Tiếp theo này, CU4, CU4 thì em có căng tay cửa cho các bác chơi hệ siêu tập, chơi hệ VIP nhé. Con này là con đến từ thương hiệu của Mazu Giang Ma, đời trợ lực hồi các bác nhé. Cực kỳ VIP luôn, con này phải nói cực kỳ VIP nhé. Máy thì được trang bị công suất là 30cc, à đâu, con này là 31cc, 31cc nòng 37 ly, hàng VIP cho các bác, hàng siêu tầm này. Các bác chơi siêu tầm và các bác chơi một cái dòng máy siêu cao, hàng chất lượng cao thì các bác có thể tham khảo con này nhé. Đi theo máy sẽ là cái lam bạc chất 35-50 xích 91. Các bác nhìn cái bộ lam xích của máy thì biết này, độ mới quá mới luôn các bác nhé. Chạy thì siêu ngon, động cơ 2 bốt này, tích hợp trong những cái dòng xe ô tô bây giờ nhé, cực kỳ ngon luôn. Con này thì chạy siêu VIP rồi. Con này trọng lượng của nó là 4kg nhé, trọng lượng của nó 4kg. Chạy thì quá bền luôn. Hàng Mazu thì thương hiệu mà cắt cỏ hay là cưa thì nó quá lớn mạnh rồi. Em test nổ con số 4 cho bác nhé, giá 2,4 triệu bao ship. VIP rồi. Con CU4 giá 2,4 triệu, bao phí ship cho anh em. Tiếp theo này, số 5 và số 6 thì hại em có hai con máy đến từ thương hiệu của Echo, thương hiệu quá lớn mạnh luôn. Hai con này rất là đẹp nhá, hàng như trong tranh luôn cho các bác nhé. Thì đầu tiên em giới thiệu cho bác con CU5. Con này là Echo 3601 siêu VIP, siêu lướt. Đấy, con này thì quá đẹp rồi. Con này thì khỏi bàn luôn nhá các bác nhá. Lam của nó lam Latin này, mặt cắt là 35-40. Quá xuất sắc luôn nhá. Con này thì lam soi gương luôn. Máy quá đẹp. Con này thuộc hệ khai thác tầm trung của Echo. Thuộc hệ khai thác tầm trung của Echo. Hệ anh em miền Tây luôn nhá. Cắt dừa, cắt riếc là cắt cần đuốc là bạch đàn cái kiểu thoải mái các bác nhá. Cắt keo thoải mái nhá. Máy thì được trang bị công suất là 36cc, nòng 40 ly. Hệ này thì xài siêu bền, siêu đầm. Và đặc biệt thì cái độ trâu bò của nó thì khỏi bàn luôn rồi. Quá đẹp luôn, trọng lượng máy là 6kg nhé, 6kg. Rồi, thì con số 5 này giá là 2,7 triệu nhé, bao phí ship 2,7 triệu, bao phí ship nhé. Con này là hệ một quá VIP rồi, để hàng cứu trùng nhé, hàng cứu trùng. Máy này hết biến chê. Rồi, con này thì cho các bác đi cắt khai thác tầm trung nhé, giá con này là 2,7 triệu. Và số 5, test nổ này. Ship con số 5. Tiếp theo này, tiếp theo con số 6 này. Số 6 thì em có một con máy rất là đẹp. Con này đến từ thương hiệu của Echo. Con này là Echo 361 này. Con này là Echo 361 nhá. Đấy, con này thì không kém cạnh nhá. Đi theo máy sẽ là một cái lam, mặt cắt là 35-40 xích trung 91. Con này thì các bác nhìn cái bộ lam xích của nó thì biết là nó quá là mới luôn. Quá là mới. Máy này thì là máy khai thác tầm trung nhá. Anh em đi cắt tầm trung vành gỗ đường kính là 40 là thoải mái luôn các bác nhé. Chủ giật trợ lực này, trọng lượng của máy sẽ là 5,5kg. Đấy, anh em cầm đi thì nó rất là dễ dàng. Máy thì thích hợp bơm xăng phụ các kiểu nhé. Đời này thì ba các bác là chạy cực kỳ lợi xăng. Chủ giật và trợ lực cho các bác này, quá đẹp luôn. Hàng này thì chắc là không thể chê được rồi. Đó, máy thì quá VIP. Con này thì giá 2,6 triệu này, bao phí ship cho anh em nhé. CU6, em test nổ con CU6. Con này cũng là 36cc, nòng 40 ly nhé. Đó, các bác mua cặp này cho nó VIP này. Quá ngon luôn ạ. Rồi tiếp theo nhá, tiếp theo con CU7 này. CU7 thì lên trong bác một con khai thác chuyên nghiệp tầm trung nhá. Con này là công suất lớn này, con này là máy sách Domen, hàng sách Domen, dán tem Makita nhưng là hàng sách Domen nhé, hàng Đức nha các bác nhé.
Con này thì chạy quá ngon luôn. Đời anh em mà đã xài qua những cái thương hiệu này rồi thì biết rồi. Máy rất là bền. Con này thì quá mới nhá. Máy thì lúc nào cũng tuyển hàng tuyển siêu đẹp cho anh em, siêu vip cho anh em chơi. Con này thì đi theo máy này, nam của nó mặt cắt lên tới là 42 nhá. Xích là xài xích chân 325. Đây là xích Oregon theo máy các bác này. Cực kỳ dày luôn, cực kỳ đẹp nhá. Con máy này chưa cắt là bao. Máy đẹp trên 90% cho anh em. Trọng lượng máy con này rơi là 6kg nhá, 6kg. Đời có thích hợp van xả áp này. Thắng xích, thắng xiếc, full hết cho các bác. Máy này thì thích hợp cho các bác đi cắt khai thác tầm trung chuyên nghiệp nhá. Đó, các bác cắt rất là khỏe luôn, rất là lợi xăng. Được trang bị công suất là 45cc. Con này là 45cc các bác nhá. Quá đẹp luôn này. Con này thì trọng lượng máy là 6kg. Các bác cắt cũng được, xẻ cũng ngon các bác nhá. Quá ok luôn, cắt vành gỗ đường kính 560 là thoải mái các bác nhá. Quá đẹp luôn, ốp của nó ốp hợp kim luôn này. Cực kỳ chắc chắn luôn. Rồi, con này thì giá 2.8 triệu nhá, CU7, một con sách Lumen, hàng của Đức, thương hiệu Đức thì nó rất là nổi tiếng, rất là mạnh và đặc biệt thì nó rất là bền. Nhưng con máy của Đức thì đánh giá độ bền nó rất là cao, cao hơn của Quana Thụy Điển luôn nhá. Rồi, con này thì giá 2.8 triệu này, bao phí ship và CU7 nhá, cho các bác một con máy khai thác tầm trung chuyên nghiệp các bác nhá. À, cái dòng này thì các bác cắt tối ngày luôn. Không bao giờ là lo nó cái sự cố là nóng máy khó nổ như cái trên những chiếc máy Trung Quốc các bác nhé. Công suất của nó nữa, nó ghi rất là thực, 45cc là 45cc chạy đúng công suất luôn. Không thể ghi 45cc chạy công suất của là 3540 được. Cái hàng tàu nó rất là vớ vẩn luôn. Hàng này thì miễn bàn luôn nha các bác nhé. CO7 này có thể giá 2.8 triệu, bao phí ship cho anh em. Tiếp theo con cuối cùng ngày hôm nay thì có một con COA VIP nhá. Thương hiệu cưa COA đấy, thương hiệu hàng đầu Nhật Bản là số 1 rồi các bác nhá. Con này là 1039 này, short này. Đời này có trợ lực lớn cho các bác nhá. Đấy, cái con này thì nó bị gãy mất một hai cái nan này thôi, một hai cái nan này không ảnh hưởng nhá. Bao các bác luôn, không ảnh hưởng luôn. Rất là dày. Con này thì là một cái hàng khai thác tầm trung của COA. Các bác đang tìm kiếm một con cưa mà đời 4 số. 40cc nòng 40 ly cắt tầm trung. Đấy, thì các bác có thể tham khảo nhé. Đi theo máy sẽ là cái lam Latin này, lam Latin của COA thì lam đặc trưng rồi, lam nhọn đấy. Xích là xài xích chân 325, lam mặt cắt là 40, lam 45 mặt cắt còn 40 nhé. Trọng lượng máy con này là 6kg. Con này thì cực kỳ nhạy nổ luôn. Dòng này thì siêu nhạy nổ luôn, vì nó có chụp giật trợ lực lớn. Các bác giật thì nó sẽ quay cái bưởng điện này sẽ nhanh hơn nhé, và đặc biệt thì nó nhẹ nhàng hơn. Con này thì siêu VIP rồi, COA thì nó không phải bàn với chất lượng rồi các bác nhé. Nó là thương hiệu mà quá là VIP rồi. Tất cả những dòng máy của COA, máy cưa, máy cắt cỏ hay là máy phát điện các kiểu thì nó rất là bền, chạy siêu bền và lợi xăng luôn nhá. Con này thì sẽ sở hữu cái vòng cua khá là lớn các bác nhé. Rồi, con cuối cùng con CU8 ngày hôm nay thì em bán cho anh em giá 3 triệu, bao phí ship một con COA 1039 VIP nhé. Test nổ này. Rất là nhẹ luôn này. Cho nhẹ khách gọi đến các bác thông cảm nhá. Ok thì em cũng xin phép kết thúc clip đây. Anh em quan tâm sản phẩm liên hệ tiếp qua số điện thoại 0976 2330 nhá. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào cả mọi người.